Xin chào ngày mới quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn và các em nhỏ đang theo dõi kênh Cuộc Sống Miệt Vườn. Chúc cả nhà một ngày thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Ủa này kho thật cái gì mà? Ừ, giờ kho với mai quay bánh. Ở đây sống rút sườn sẵn cho mình. Về mình rút năm Tết mà. Tết bận người ta đâu rút kịp đâu. Đang ăn cưới cà phê. Uống cà phê nè ba. Cà nó tí gì mà phải uống được sao? Cả nhà nhìn mấy cái lá sao lá cà phê nó bị rũ xuống khô lại là do là mình cắt nước của nó. Khi mà mình hái trái xong á phải cắt nước nó. Cắt nước tầm 1 tháng. Sau cái mình phải tưới nước lại một lần. Cho nên cái mấy ga bông. Rồi đó cái đây nó thấm nước tốt nè. Phải đào một cái hố xung quanh cho nước giữ lại. Tơ á, cái hột nó bự ghê luôn á, cỡ vậy là cái hột nó phải gấp đôi cái trái. Đây mình lại mình quay cây đó cho cả nhà xem. Nè mấy cái này em thấy là trồng được năm nè, cái hột hết thòn. Tiêu mà đợt rồi mình bán trên kênh á là tiêu ở nhà trồng rồi xong rồi nhà tự nhà hái rồi xong đem phơi. Đợt này nó đang ra trái nè, qua Tết là nó bắt đầu thu hoạch. Chở Tiger lên đây chơi với ba em này. Nhìn khô à. Nên sợ lên đây mấy con này ăn hiếp. Trốn nó không chơi luôn. Bây giờ ba mẹ con mình đi chọc lá chuối. Chọc lá chuối đi mà chuẩn bị mày có bánh tét. Cái này mình bóp thử ăn xem cho nó bấm. Nên vàng khè lại nắm nắng á. Cái này cái gai vậy là dịch vàng ấy chín rồi nè. Hái hồi hái luôn đi. Cây bạc hà ở đây nó bự ghê chứ, cao 2 mét à. Đu đủ đực nhiều. Hai cái bạc hà nó cao nè. Cao hơn 2 mét, mình là 1m8 rồi. Này nó cao mình giới tay lên đây luôn. Thêm cái nữa là 2m rưỡi. Lá này dê vậy ta. Lá này dê dư hư quá. Để chị rửa thử ra. Chọc xuống nó. Sợ nó hư á. Nó sắp hết. Lấy này cứ học. Cái hộp lá bự. Cái này bỏ đi cho cái bùn chuối này. Ui chuối đâu cái bự vậy nè.
hết cái bánh rồi đó. Dành cho cá ăn. Cái gì phơi viên tàu đi rồi xong rồi rửa rửa xong rồi. Rồi nó phơi cắt giọt lá ra ha. Phá bánh xong rồi quay quần canh nồi bánh. Cảm giác nôn nóng chờ đợi. Nó phải 13 tiếng. 8 tiếng. Nó 8 tiếng ít quá. Nghe lần nào 8 tiếng lại chính. 12 13 tiếng thôi. Lá chuối này mắc tiền lắm anh. Tại những cái gì mà đột biến. Đột biến nó mắc lắm. Mắc tiền. Chuối này cũng sáp mà. Mình dạng bán hai cái lá tàu lá chuối đột biến thì 2 tỷ. Làm giàu không khó anh. Này không có đột biến rồi. Này rẻ tiền hơn. Có kìa anh. Anh coi hai lá hai màu khác nhau mà. Đâu, cái này bị nám vàng thôi. Không, nhưng mà mắc tiền đó nha. Cái này chán dựng cái lá này giá trị cao hơn. Cao hơn lá hồi nãy. Rớt rớt cái chừng đất lắm. Còn cái này mà gói chắc chục ký luôn rồi. Mẹ gói chục ký nếp mà. Mày gói mấy ký? Chục ký. 10 ký hả? Đúng rồi. Thì nãy nghe 2 ký. Ôi, 10 ký vậy là mình làm được 3 màu luôn á. Đi. Rồi, cái trời đó rớt rồi. Rồi. Chia ra đi. Giật thì tới bệnh, cách hết trơn. Nghe tẹt tẹt rồi đó. Mấy cái gách này, lá chuối là gách tới quần mấy. Rồi đem đây đi. Rớt hết rồi anh. Anh đụng rụng người ta tội nghiệp không? Tội nghiệp. Rồi, cứng. Ừ. Thì sao? Người ta bốn chân mà bắt ta đứng hai chân rồi hỏi làm sao làm sao? Nó học lớp mấy rồi nè, tự đứng bộ. Nó học lớp mấy? Hôm nay nắng không được đẹp lắm nè. Không nắng mà đẹp mai nhìn nó queo luôn rồi. Cứ gọc không ít tiền. Đó. Mẹ cũng biết lọc nè. Cặp ngược rồi nó đi nó bị ấy. Bị sốc của anh rồi nó. Đó đột biến nè em. Gói bánh tét bằng lá chuối đột biến ăn sẽ ngon hơn. Ngồi mày đây gọc ngồi là khô như là tàu lá chuối đúng không ạ? Lá là phơi người luôn. Phơi gọc ngoài đó hồi gõ nước bớt. Nó đánh còn giòn. Ngon. Mẹ đang xắt thịt để sẵn. Mai nhà mình gói bánh sớm. Mai 4 giờ sáng nó dậy gói bánh. Nó giỏi không? Nhà mình là năm nào cũng 8 giờ gói hả mẹ? 7 giờ đi. Năm nay mình 7 giờ đi. Mình sớm cho nên hôm nay gói sớm. Gói mới ngon.
Trưa nay nhà mình đi Nha Trang. Nha Trang là cái gì? Cuốn bánh tráng Nha Trang. Không có Bình Định nữa hả? Không, không có Bình Định. Nay ăn bánh tráng Nha Trang, mắm cá Nha Trang luôn. Trứng gà nhà nó vàng nghe không anh? Ừ, gà ăn bắp. Anh làm cái gì vậy? Anh lấy cái phẻn á. Anh ập nó lại. Nè, vàng tươi không? Cái gà được nuôi bằng bắp. Bắp thịt vàng mà trứng vàng. Thanh chiên trứng đẹp không em? Đẹp. Sáu ngôi em được chưa? Được rồi. Anh xếp hạng nhất, em xếp hạng nhì. À, dạ. Mịn màng. Lâu rồi mới vào bếp. Chắc cũng tháng mấy nè. Cũng lâu rồi, thức dậy anh không phải ra giường nữa. Mà nằm im trên giường. Không, sáng anh cứ chạy ra giường vậy. Chạy giường vòng 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 anh nó vô rồi. Đâu? Chả đầu heo. Mẹ làm mấy đòn chả này vậy mẹ? Hai ký. Em thích ăn mấy chả này của mẹ làm. Ép ra mỡ luôn đấy, quẹo luôn cái tên luôn, quên chi ba sữa mà. Chưa gì hai mình ăn dụng trước. Giòn giòn. Ừ. Này là tay heo. Tay heo rồi lưỡi. Lưỡi heo, nấm mèo. Xong rồi bó lại. Đem hấp mà. Hấp gì đây? Ép lại cái này bỏ vô chảo xào lên. Xào quá chứ nó hấp mà. Xào. Xào cho nó ra ke ra nhựa phải không? Xong rồi cái cuốn lại. Bỏ tủ lạnh. À đúng rồi, xào chứ mới hấp. Bánh tráng gì em? Nha Trang à? Bánh tráng Nha Trang. Trưa nay mình đi Nha Trang nha cả nhà. Mỏng hơn bánh tráng Bình Định. Bánh Bình Định có gì, có mì. Bánh Bình Định dày hơn. Ngồi đó lâu, ngồi đó lâu. Mắm này cũng mắm Nha Trang. Mắm này giống mắm cái cơm giống mắm Bình Định mà nó làm gia vị sẵn nè. Ớt rồi bà đủ nó làm bà đủ mắm. Rồi cái dưới mì rồi đó, chấm cuốn được rồi đó. Để nó mềm đã chứ. Được rồi, cái dưới mì rồi. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà trưa nay ăn cơm cùng với gia đình mình nha. Cả nhà ăn bánh tráng. Cuốn bánh tráng. Thôi mời cả nhà cuốn bánh tráng. Đây, đại cuốn nữa đây. Mời đại gia đình. To quá. Tập thân nhỏ bé. À, chắc anh nhúng thêm đi ha. Rồi rồi con nhúng vừa vừa thôi, cho nhúng thêm cho nó mềm mềm để giúp nó dính nhiều á. Dính. Chú bồ. Rồi anh la lên. Chú. Rồi, cái này cái gì mà giật về về đẹp không? Trứng rồi mà. Trứng gà. Trứng gà. Không có bỏ nghệ đâu nha ba. Nhà mình đó. Trứng gà nhà đó. Đứng đầu cái gì cái này mềm á, này mềm này mềm. Mà tính chiên khéo quá đó, đẹp, mịn luôn. Mịn màng luôn. Không có gió luôn, hay vậy. Bánh tráng này dày ngon nè. Ủa mấy cái bộ chế tô sao nó gụi hết à? Nó mới mọc lại đó. Cái đó nó gụng hộp nó lên. Thêm con mắm nữa nè. Mắm cắt cơm. Thêm miếng da leo nữa. Thịt, trứng, tôm. Miếng bún. À, cái đó là gọi gì nữa gì ta? Giò đầu hả mẹ? Ừ. Chả đầu heo. Chả đầu heo.
Bánh này cũng đẹp anh ha. Nó bụng rung á. Bánh này dai cũng đẹp nè. Bánh dai thôi ha. Mà cái nhà nha. Bánh cay ạ. Nấm mèo mà đen thui lại. Nấm mèo mà. Cú bánh này ngon, dài. Hay vậy, đồ trứng này mang bánh này vậy. Ủa, cuốn trứng à? Để mà tưởng đầu cái gì, cái giống như cái dừa vậy đó. Cơm cơm dừa hả? Giống như dừa mày mày tấn cao lên đó. Nó chiên nó mỏng mà nó dài. Tại có ly nước gì ngon ta? Chà, nước ngọt à. Bánh dài. Wow. Tại cuốn một cuốn khổng lồ luôn rồi nè. Ừ, có nhiều bún ra ta. Cuốn ăn cái mà được. Mẹ hẳn là thế ra. Nhớ là gỏi cuốn. Đẹp chưa? Tại cuốn ngon ngon mà. Đã cuốn nhiều lần. Một cuốn một lần ăn được mấy lần mà. Bún to thì cái gì bún sướng. Thôi làm giống như cái gì? Quỳnh thấm vậy. Quỳnh thấm. Em quên kẹp con cái rồi. Để bò bông gỗ. Còn cái bên kia màu gà đó. Đó tầm nè. Đó. Mấy bông. Bông này có đủ nhiều. Cái này nó ba mấy bông nè. Nhiều lắm. Ba mấy bốn chục, có mấy bốn mấy luôn á. Chậu gì mấy cây anh? À? Hả? Chậu gì hai cây à? Trong này một cây nhưng mà một cây của em là lớn nhất. Hiểu không? Người ta có 8 10 bông thôi. Cái gì trong đó? Ba mấy bông. Có người đã thấy cái gì luôn á. Không có chê luôn. Bốn chục tròn luôn. Có bớt không anh? Thôi chị cặp 220 luôn. Thằng này đẹp hơn nè, thằng này hơi gãy chút.
đẹp hơn, này nó bị chìa rồi. Rồi, nó bị chìa, lấy tay này. Cầm tay nó tròn. Không lép. Cô coi đây, đẹp đây nó tròn đấy. Nó tròn cái nó chìa. Dạ. Tròn coi này. Cặp này nó ít nhánh hơn, thử cái này cho. Rồi, cùng thử xuống cái nào. Không, cái này nó tròn đẹp, nó không ít. Nó không nhiều, ok đi. Rồi, cặp nào vậy? Đây. Cặp này đi. Cái này bông đẹp nè. Mình như nhà mình trồng được cái chậu nhỏ chứ đâu trồng được chậu này. Trồng được chậu này dân người ta đâu có bán được rồi vậy. Đúng không? Người ta bán, người ta trồng, sao ta bỏ ta bán được. Thôi, năm sau em trồng là em ra lên cạnh tranh với anh. Trồng trái từ Vĩnh Long lên đây bán. Ừ, trái từ Vĩnh Long lên đây bán luôn. Đúng rồi, vậy đó, bông dưới đó lên nhiều mà. Dạ. Bông bỏ bên kia nè. Hello Móc. Móc kìa. Đúng anh, em lấy cho em té anh ơi. Em chống cái chân xuống. Rồi. Nặng lắm, ôm biếu cái này liền, đúng rồi. Đấy, lại. Nặng. Rồi, được rồi. Thơm ghê. Ừ, ở đây hả? Đảo họ để cái góc kia kìa. Xong rồi, phải mua thêm mới em. Ừ. Thêm một chậu thấp dưới nữa, cây mai cao lên, mình có 3 tầng. Vậy cao. Mình để ngay gần đây đúng không? Cây mai để ngoài đúng không? Ừ, để chụp hình đẹp ha. Ra ngoài sống đời, nhà chồng. Sống đời để bên này, mình đó để bên này đẹp hơn. Ủa này mẹ mới vô chậu hả? Vô lâu mà, trồng từ nhỏ đến lớn á. À, trồng chậu vậy luôn hả? Ừ, của mẹ vậy là lâu rồi. Ừ. Mẹ năm ngoái xíu năm nay lớn rồi đó. Rồi năm sau nữa to nữa, ai biết cái tuổi đó. Này như hình như là lá gieo lên. Lá tự nó mọc lên. Nó mọc bằng lá nè. Lấy cái đệm gạch lên là tự nó lên. Coi cái nào bị dập, hai làm rất đẹp, rất đẹp hai lần luôn.